hoành hành dữ dội. Trong quý 2 năm 2019, Kaspersky đã phát hiện và ngăn chặn 16.017 mã độc tống tiền. Ransomware, bao gồm cả những ransomware thuộc 8 họ mã độc mới. Số lượng ransomware mới này tăng hơn gấp đôi so với quý 2 năm 2018. Báo cáo Kaspersky Internet Evolution quý 2 năm 2019 cũng cho thấy, hơn 230.000 người dùng đã bị tấn công trong quý 2 năm 2019. Mã độc Trojan Ransom, với đặc điểm đơn giản nhưng hiệu quả cao, có khả năng tấn công cả người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Những ransomware này mã hóa tệp trên máy tính và yêu cầu tiền chuộc để người dùng lấy lại được tệp bị mất. Số lượng mã độc tăng mạnh và sự xuất hiện những họ mã độc mới là dấu hiệu nguy hiểm cho thấy hoạt động mạnh mẽ của tội phạm. Tại Việt Nam, số người dùng bị ransomware tấn công trong quý 2 năm 2019 giảm nhẹ so với quý 2 năm 2018 với tỷ lệ lần lượt là 0,94% và 1,21%.